Hồi đó là ông nội mình có kể về một câu chuyện có liên quan đến thang máy. Có ai trong đây còn nhớ câu chuyện đó không? Để mình kể lại nhé. Đó là thang máy dẫn đến địa ngục. Thì chủ đề nó nói về một trò chơi thang máy dẫn chúng ta đến một thế giới khác. Nhưng hôm nay các ông kia sẽ kể cho chúng ta một câu chuyện khác cũng có liên quan đến thang máy, nhưng kinh dị hơn rất là nhiều. Phải đó, chiều đó các cháu ơi, lại đây nghe kể chuyện nè. Chú ơi, cái chuyện đi chú ơi. Chúng cháu có mặt rồi nè, chú ơi cái chuyện đi. Chào mừng các cháu đã quay trở lại. Mọi người có mặt đầy đủ rồi đúng không? Được rồi, hôm nay là chú xin kể về người phụ nữ bí ẩn trong cái thang máy. Nó là một câu chuyện kể về ở Nhật Bản. Đây là một câu chuyện tại cái chung cư nào đó nằm ở lòng giữa thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Có một cô gái tên là Jen, khoảng 23 tuổi. Bây giờ là khoảng 7 giờ rồi. Đáng lẽ cái giờ này là cô ta phải thức dậy ngay lập tức và đến chỗ làm việc của mình. Nhưng cô ta vẫn còn ngủ say sưa. Ngủ đã quá. Ê, hôm nay làm gì ta? 7 giờ rưỡi rồi hả? Ôi không, mình trễ giờ rồi. Ôi không. Thế là cô ta quấn quýt, cuống cuồng chạy khắp cả nhà, đi tìm những cái quần áo, đánh răng rửa mặt các thứ, bận những cái bộ đồ vào. Mặc dù là cái áo nó vẫn còn hơi nhăn nheo và cô ta chưa kịp ủi các thứ nữa. Đồ ăn thì cô ta chưa kịp nấu, có lẽ là cô ta sẽ mua đồ ăn nào đó ở dọc đường. Xong rồi. Đáng lẽ là tối qua mình không nên thức khuya để xem phim, nhưng mà bộ phim hôm qua hay quá mà, nếu mình không xem là phí lắm. Trở giờ làm rồi, mong là sếp của mình sẽ không chửi mình. Cái chung cư của cô ta hiện đang sống khá là cao, khoảng mười mấy tầng lận, mà cô ta ở tầng 10, cho nên cái việc đi xuống tầng khá là lâu. Bởi vì vậy mọi người thường dùng thang máy ở đây. Bởi vì vậy là nơi đứng trước cái thang máy sẽ rất là đông người. Nhưng do hôm nay cô ta dậy trễ, cho nên xung quanh đây không có ai cả. Trễ thật rồi, không có ai cả. Được rồi, thang máy có rồi kìa. Rồi thôi. Hả? Cô mới vào thang máy hả? Rồi, cô mời cô vào. Ở đây còn khá là nhiều chỗ nè. Xin lỗi vì tôi đã dùng điện thoại mà tôi không để ý nha. Khi vừa bước vào thang máy thì tôi đã thấy một chàng trai trông khá là cao to, chắc là khoảng 1m8, và anh ta có ngoại hình khá là đẹp trai, mặc bộ đồ rất là sành điệu, tóc chải chuốt các thứ. Nói chung anh ta đúng là mẫu người của mình. Tôi thấy anh ta trong thang máy này chắc là người trong chung cư này, nhưng mà từ đó đến giờ tôi sống ở đây cũng khá là lâu rồi, tôi chưa bao giờ thấy anh ta cả. Có vẻ như anh ta là người mới chuyển đến đây. Vâng, tôi vào đây ạ. Xin lỗi nhé. Và tôi đứng bên cạnh anh ta. Thật sự thì cả hai người trong cái thang máy này không khí khá là yên tĩnh và ngại ngùng nữa. Tại vì anh ta khá là lạ nên tôi cũng không muốn bắt chuyện lắm. Tôi có thử khẽ liếc nhìn anh ta. Tôi thấy một cái gọi là một cái bao ni lông màu đen khá là to. Bên trong đựng cái gì nhỉ? Tôi đoán là rác. Bởi vì anh ta thấy anh ta cầm theo, tôi nghĩ ra anh ta đang đi xuống tầng dưới cùng để đi đổ rác. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái bao rác này khá là to đấy. Có vẻ như là một cái bao rác đựng trong một tuần anh ta mới đổ một lần. Khi tôi đứng bên cạnh anh ta thì tôi có ngửi cái mùi thum thủm. Không phải là cái mùi của rác, mà đó là cái mùi rất là quen thuộc. Tôi không rõ hình dung được là cái gì nữa, nhưng tôi thấy rất là quen thuộc. Và có vẻ như đó là cái mùi của động vật chết. Hình như anh ta đã vừa giết vài con chuột và bỏ vào trong bao. Cảm giác như là không khí ở đây khá là ảm đạm, cho nên đó là tôi bắt chuyện xã giao. Xin lỗi anh, hình như là anh là người mới chuyển đến đây xong phải không? Tôi thấy anh lần đầu à. Hả? Vâng, tôi là mới chuyển đến đây 1 tháng thôi à. Tôi đến đây đi sống cùng bạn gái với tôi. vậy hả? Anh đang mang hay một cái bao này, tôi đoán là anh đang đi đổ rác phải không? Nhưng mà cái bao rác này hơi bị to đấy. Một tuần anh mới đổ rác 1 lần à? Tôi á? Đúng vậy. Thì công việc của tôi khá là bận bịu, cho nên là tôi không có thời gian đi xuống nhiều. Bởi vậy tôi để rác vào một phòng luôn. Có gì là cuối tuần này nè là tôi lấy rác ra và tôi dọn. Ồ, ra là vậy. Thang máy sau khi xuống được một đoạn thì nó dừng chân ở tầng 5. Cửa thang máy mở ra
Đó là hai mẹ con. Hình như là tôi có gặp bọn họ rồi. Bọn họ ở tầng dưới. Thế thì người mẹ này á, có một người con khá là nhõng nhẽo. Mẹ ơi, con thấy ở ngoài tiệm tạp hóa á, nó có bán kẹo ngon lắm. Mẹ ơi, mua cho con đi. Mua đi mẹ ơi. Nào nào, mua gì giờ này chứ, bây giờ con phải đi học. Trời ạ, trễ giờ hết cả rồi, là mẹ phải lo lắng tất cả. Nào, vào lại đây nào. Đi mà mẹ, mẹ mua cho con đi mà. Trời ơi, mẹ không mua là con không đi học đâu. Mẹ mua đi là con mới đi học nha. Ôi trời ạ, hai mẹ con này, mình đã đi làm muộn rồi, hối muốn chết luôn mà. Bây giờ là phải chờ hai người này cãi nhau ở ngoài nữa. Để nhanh lên giùm coi nào. Sau một hồi lế chéo ở ngoài xong thì cái hai mẹ con này cuối cùng cũng vào cái hang máy. Nhưng mà thằng nhóc này nó vẫn cứ da như đĩa, nó cứ khóc bù lu bù loa rồi mẹ nó cho kẹo các thứ. Tôi thiệt là mệt mỏi đau đầu quá đi mất. Rồi nhóc, đến đi. Anh phát hiện ra trong túi anh á vẫn còn viên kẹo nè. Đó, nhóc thích không? Kẹo này ngon lắm á, ăn đi. Wow, kẹo này ngon quá. Cảm ơn anh nhiều nha. Yeah, có kẹo rồi. Mẹ ơi, có kẹo rồi. Wow, anh ta có vẻ yêu trẻ con quá nhỉ. Và rất là tốt bụng. Nhưng mà tiếc rằng anh ta có bạn gái rồi. Và khi thang máy xuống tầng 4 thì mở ra. Xuống lầu rồi, ra ngoài thôi con. Cảm ơn anh chị nhiều nha. Hả? Mình tưởng bọn họ xuống tầng trệt chứ. Ai dè, xuống có một tầng mà cũng đi thang máy nữa. Mấy cái người này mất thời gian quá. Cái hang máy này khi xuống gần tầng trệt thì bỗng dưng nó dở chứng và rung lắc dữ dội. Thang máy sao dừng rồi? Này, ôi không, bấm nút không được luôn rồi. Ôi không, thang máy bị hỏng rồi, làm sao bây giờ đây? Anh ta trả lời tôi bằng một cái giọng rất là điềm tĩnh. Cô đừng có lo, mỗi khi thang máy bị hỏng thế này á, chúng ta cần phải bình tĩnh và làm như thế này nè. Cô thấy trên nhẫn phím bấm á, ở đây có một cái chuông màu vàng không? Đây là cái nút để mình liên lạc với người bên ngoài đó. Chắc chắn là sẽ có một người bảo vệ bên ngoài và liên lạc với chúng ta. Được rồi, tao bấm nút nhé. Alo, ở đây là chúng tôi đang bị kẹt thang máy đây nè, ở khu chung cư số 3. Ồ, thang máy chung cư số 3 hả? Cho hỏi là thang máy đó là bị gì ạ? À, tôi không biết nữa, nhưng mà thang máy có vẻ như là dừng hoạt động rồi ạ. Ồ, được rồi, để tôi kiểm tra cái camera an ninh nha. Vâng ạ. Wow, anh ta ngầu ghê, anh ta giải quyết được mọi chuyện luôn. May mà có anh ta ở đây, chứ có một mình như thế này á, chắc là mình sợ nó khóc thét đi được. Để tôi bật cái camera thang máy lên xem nào. À, hãy rồi đây. Tình hình á là tôi thấy một người đàn ông và hai người phụ nữ trong thang máy. Cho hỏi là có phải không ạ? Hả? Hai người phụ nữ á? Ừ, đúng thế. Hả? Là sao vậy? Anh đối vậy có chắc là anh đã xem đúng cái camera thang máy này không vậy? Vâng, đúng rồi thưa cô. Tôi đang theo dõi cô đeo qua các camera đây. Tiếp tục câu chuyện khi nãy thì chúng tôi đã bị kẹt trong một cái hang máy. Khi chúng tôi gọi cho bảo vệ, ông ta nói rằng trong cái thang máy này có một nam và hai nữ, nhưng rõ ràng thì có mỗi hai chúng tôi thôi mà. Vậy người phụ nữ nào nữa? Chẳng lẽ là ông ta nhầm? Ôi chú bảo vệ ơi, hình như là chú có nhầm lẫn gì đó rồi thì phải. Rõ ràng là có hai người thôi mà. Vậy người phụ nữ đó đang ở đâu vậy ạ? Tôi sao nhìn lầm được? Tôi thấy hai người đang đứng cạnh nhau đây nè, còn một người phụ nữ nữa thì đang ngồi trong góc đó. Hả? Gì cơ? Trong góc á? Chú ơi, vậy ơi, chú nói gì cháu nghe không rõ, chú nói lại coi. Alo, chú ơi, alo. Thì tôi thấy người phụ nữ đó. Hả? Hả? Ôi không, cúp điện rồi hả? Không biết nào. Trời ạ, thang máy cúp điện ngay bây giờ á, không thể tin được.
Được rồi, cô cứ bình tĩnh đi, chắc chắn là sẽ người quay lại thôi mà. Hiện tại thì cái hang máy này đã mất điện và chỉ còn một cái ánh đèn duy nhất, đó là ở phía trên đầu chúng tôi, đó là ánh đèn của dự phòng. Hả? Tiếng khóc đâu ra vậy? Tôi có nghe tiếng khóc, ghê quá à. Rõ ràng là tôi nghe thấy, hình như là tiếng khóc đó ở đằng sau chúng ta thì phải. Bình tĩnh đi, cô kể chứng tượng thôi, không có gì đâu. Bình tĩnh đi nào, bình tĩnh nào. Làm gì bây giờ? Cô cứ bơ nữa đi. Bơ hả? Nhưng mà tôi cảm giác rõ ràng là có ai đó khóc sau lưng chúng ta mà, ghê quá à. Thật sự thì tôi rất là sợ, nhưng mà tôi cũng rất là tò mò, không biết là cái thứ gì đang khóc ở sau lưng tôi nữa. Có một người phụ nữ kìa. Đừng có nhìn nữa. Cô mà nhìn á là con ma nó bắt cô đấy. Ủa, có điện lại rồi này. Ôi, may quá đi. Ủa, hồi nãy á, là mình thấy một cô gái, nhưng mà tại sao cô ta lại khóc nhỉ? Xin lỗi, tôi là người bảo vệ hang máy này đây. Tôi xin lỗi vì sự cố này ạ. Được rồi, hang máy đã hoạt động trở lại bình thường rồi. Hai người có sao không ạ? Vâng, tôi không sao ạ. Chỉ là tôi hơi hoảng loạn một chút thôi ạ. Thang máy sửa là đã ổn rồi. Thôi, tôi đi đổ rác nhé. Chà, anh ta đi đổ rác thôi mà trông có vẻ vội vã hơn cả mình nữa. Tôi nhìn thấy tấm bản nội quy thì ngày xử lý rác cháy được là ngày thứ hai và thứ năm. Hôm nay đâu phải là hai ngày đó đâu, hôm nay là cuối tuần mà. Hôm nay đâu phải là ngày đổ rác đâu rồi nhỉ? Vâng, đúng vậy thưa cô. Vậy... anh ta đang đựng cái gì trong túi thế nhỉ? Và câu chuyện về người phụ nữ bí ẩn trong thang máy đến đây là hết rồi. Các cháu nghe xong nhớ bấm like và subscribe cho chú nha. Hả? Chuyện kết thúc gì kỳ vậy ông nội? Ông nội nghĩ thế nào? Để xem nào. Theo ông nghĩ á, cái cô gái đang khóc chính là cô gái nằm trong cái túi đó. Cháu hiểu ý ông không? Hả? Ông nói cháu mới để ý. Nghĩa là cô gái đó để ý rằng hôm đó không phải là ngày đốt rác, mà anh ta lại cầm cái bao rác đi đem đi đốt bởi. Có nghĩa rằng trong cái bao là cái xác của cô gái đang khóc bởi. Cô ta trong hang máy khóc bởi vì anh ta là kẻ giết người. Ghê quá à. Vậy là ban đầu á là mình cứ tưởng anh ta là người tốt chứ bạn. Ghê quá à, bạn ơi. Được rồi, câu chuyện đến đây là hết rồi đó. Ông trời ơi, chúng ta đi về nào. Ông này có chuyện ghê quá à. Thấy không, ngày nào cũng chuyện ghê quá. Rồi, có lẽ là mình dừng tập này tại đây rồi đó. Thì ok, nếu bạn thích cái series của mình á, đừng quên để lại like, một share, đồng thời để lại comment phía dưới là mình nên làm gì tiếp ở tập Minecraft ông nội kể chuyện lần sau nha. Ok, bye bye mọi người. Bye bye.